thiệt thật đấy. Sư thế nào anh nè, nhóm mà bạn anh hưởng mối khói gì? Lưu ý thay hóm tới bàn lùi. Nào việc mẹ hóm tới bàn lùi vì chỉ là cả nạn tha ở Dancing Challenge. Hai challenge nâng cứ chung mô tha Christmas Dancing Challenge. Đại phô lan đòi mà pay sai sắp công đền ờ. Xa công đền ờ. Cứ challenge mới nâng cứ đồng rời nè tặng anh nè. Là cả nạn đại tha thờ hòm. Và tay nào anh nè thờ rơi bọt Christmas. ហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែបတ်គ្រីស្មាស់ហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើប្រកាសបាច់ខ្លួនឯងតាមនឹងឯតាមនឹងឲ្យហមតាមបတ်នឹងទៅហើយវីដេអូគឺតម្រូវឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើតែម្នាក់ទីឯងហើយអ្នកនរគ្នាចង់រួមម្នាក់ឯងឬក៏ចង់រួមជាក្រុមឬក៏ចង់រួមជាដៃគូអ្មេចអ្មេចក៏បានដែរ តាមសบายហើយអត់ធ្វើអាយុឯងអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកអរគុណធ្វើវីដេអូនឹងហើយអ្នកអរគុណធ្វើការផុសនៅក្នុង Facebook របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបន្ទាប់មកអ្នកអរគុណសេ caption នេះក៏បានដែរតាមទៅចិត្តទៅហើយអ្នកអរគុណកុំភ្លេច mention page 2040 container market បន្ទាប់មក hashtag 2040 dance challenge ហើយប៉ុណ្ណឹងទៅអ្នកអរគុណចាំដល់ថ្ងៃ deadline ថ្ងៃ deadline ថ្ងៃ mà ថ្ងៃ ទី 24 ខែហ្នឹង deadline គឺចាប់ថ្ងៃហ្នឹងគេហៅយក top 5 Top 5 đồng rồi, A class bạn tới top 5 kê đồng rồi, ai bạn like chớn share chớn và tỏ máu view chớn hai mươi tiếng đăng video bắt đầu nòng so nhóm chuyên bò anh đang off nè vừa ấy mấy chục mối nâng màn tì Christmas song nè off nè run tam nâng ấy tam nâng tay ai tuần nòng ai mình creative cùng ai đi thay khoản à gọi chẳng nên vô lễ hay chuyên bò nè off nè hay tư và top pin năng và top pin top 5 năng nơi ngay team mà pay pèn khai năng đôi khi kê nằng miên cam vị thí để vừa lang nơi xa con tình nợ mà pay tài sập năng à để anh challenge năng á hai cái ai top 5 năng tới perform đập bass nè do top 1 hay runner up hai rung bốn top 1 cứ bàn tập prạ pin liền riết xem runner up cứ không ai đại chạy mỏng xem runner up cứ bàn tập prạ mình liền riết pi nhóm xem không quá chun boy nè tặng off khnía tam sờ bài hai nhóm thẻ ở môi á pop video Christmas mình đã cùng ai copyright nhất copyright bị giật Facebook của ai pop tới blab ở ban cho luôn cái fair lại anh đi chun boy phép đài cùng ai than đi của anh nhóm lọm chăng chăng good luck nè tặng off khnía have fun bye.